Chào tất cả các bạn, hôm nay mình làm nước chảy liên tục bằng chai nhựa và bịch nhựa bỏ nuôi cá, quay vài cảnh chia sẻ các bạn cùng xem. Mình ra sau vườn tìm lấy bịch dầu ăn bò này, đây mình sẽ lấy bình 5 lít này. Nhớ lại hồi nhỏ đi tìm cái bịch nhựa 5 lít bò này để nuôi cá khó lắm, mình sẽ lấy bịch này ra vệ sinh cho sạch dầu ăn phía bên trong, cái miệng nhỏ nên rất khó vệ sinh được bên trong. Nên mình sẽ dùng cách này. Dùng xà phòng giặt và ít cát bỏ vào để vệ sinh như thế này, mình mở nắp. Bỏ cát vào và như thế này. Dùng 2 thìa xà bông giặt bỏ vào, sau đó cho vào ít nước như thế này, tôi sẽ xóc nhiều lần cho cát và xà phòng được ma sát và tráng quanh bịch nhựa. Cắt nước, xà bông, sẽ tẩy hết dầu ăn bám trong bịch nhựa, sau đó tôi đổ cát và xà bông ra và dùng nước đổ vào vài lần cho sạch cát và xà bông. Vệ sinh xong nhìn cái bịch dầu sạch và sáng, tôi đem vào làm hồ nuôi cá và hệ thống nước chảy liên tục. Cái bịch tròn nên nó lăng, tôi sẽ dùng 4 nắp chai này nhiều màu cho đẹp, tôi dùng keo nến dán chúng lại thành 4 chân đỡ. Ok, vậy là được. Tôi dùng cây bút lông phát thảo qua vị trí mình muốn cắt như thế này, để khi cắt không bị hỏng. Tôi dùng dao dùi một lỗ, sau đó dùng kéo cắt theo đường đã vẽ. Ok, vậy là được. Tôi dùi một lỗ ở đít chai nhựa và dùng ống hút bỏ vào và dán keo lại, để gắn bơm chìm 5V. Tôi dùi phía gần trên đầu một lỗ to. Như thế này cho lọt vào miệng chai khát để làm chai đỡ nước chảy ra. Tôi dùng keo nến dán lại cho chắc chắn, tôi bôi keo ở dưới miếng mút và dán vào, bình dầu ăn 5 lít mới làm xong. Tôi dán keo đầu này, và dùng chai nhựa khác được cắt thủng một đường để làm máng đờ nước truyền trên xuống như thế này. Tôi cầm cố định một tí để keo khô. Ok, hệ thống đã được làm xong, mình sẽ cho hoạt động thử xem, tôi đổ nước vào cho chảy thử. Vâng, nước đang được bơm lên. Ôi, không, nó chảy ra ngoài. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp này. Vâng, sau khi tôi đã sửa lại, tôi bỏ xuống đây. Gắn trong chóng và dùng ít hoa cây nhựa giả dán vào cho nó sinh động hơn. Tôi dùng bơm chìm 5V gắn vào phía sau chai nhựa đã chứa ống hút sẵn. Tôi đổ nước vào, và đổ 2 chú cá cờ vào nuôi. Tôi cắm điện cho bơm hoạt động. Nước được bơm và chảy ra, xuống trong chóng quay nhìn cũng đẹp và vui mắt, 2 chú cá cờ cũng rất thích thú, bơi lội dưới hồ. Hệ thống được quay chậm lại, nhìn cũng đẹp và vui mắt. Mình quay cảnh hệ thống cho các bạn xem. Điện 220V, cục sạc điện thoại, bơm chìm 5V, bơm nước vào bình dân lên và chảy ra lại. Làm quay trong chóng, chảy xuống hồ nhìn cũng đẹp và vui mắt. Video mình đến đây cũng đã dài lắm rồi, cảm ơn các bạn đã xem video, nếu thấy hay like, comment, đăng ký, rung chuông ủng hộ kênh Thanh 1983, ngày thêm phát triển nhé, cảm ơn tất cả các bạn, chúc các bạn nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống.